quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã đến. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong những năm gần đây, hướng tới mục tiêu nằm trong top 5 tỉnh dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc và trong nhóm 40 tỉnh đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Vâng, tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng vị thế hình ảnh Điện Biên lên tầm cao mới. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư cùng với những chính sách thông thoáng, tỉnh Điện Biên đã thu hút thành công nhiều dự án đầu tư từ các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong phát triển thương mại, du lịch và nông nghiệp. Sự linh hoạt triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành trong chào đón, mời gọi các nhà đầu tư đã góp phần làm thay đổi diện mạo kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt. Chúng ta đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có tiềm năng nên tìm hiểu, khảo sát và thực hiện các cái dự án đầu tư như là tập đoàn của Sun Group, Vingroup, FNC, Flamingo, v.v. Trong năm 2021 thì chúng ta đã cấp chủ trương đầu tư cho 17 dự án với cái tổng mức đầu tư là hơn 6.200 tỷ đồng. Chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Bamboo Airways đáp xuống cảng hàng không Điện Biên Phủ đã kết nối Điện Biên với thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm kinh tế xã hội đầu não của cả nước. Đây là một tín hiệu khởi sắc từ thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử đối với tỉnh, mà còn mở ra cơ hội đầu tư, giao thương, thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch vùng Tây Bắc. Cái này nó tạo điều kiện cho giao lưu về kinh tế, văn hóa và du lịch của bà con thành phố Hồ Chí Minh, không những bà con thành phố Hồ Chí Minh mà bà con cả khu vực Nam Bộ đối với Điện Biên và không những Điện Biên mà đối với cả cái khu vực Tây Bắc của đất nước. Thì cái này nó mang theo một ý nghĩa là tạo cái cú hích để phát triển về du lịch, về kinh tế, về văn hóa của tỉnh Điện Biên. Điện Biên có tiềm năng về đất đai, điều kiện thuận lợi để hình thành một số vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu, tìm hướng phát triển rộng rãi sản phẩm nông nghiệp Điện Biên trên thị trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song bằng nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính, Điện Biên đã tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp. Năm 2021, các nhà đầu tư, tập đoàn lớn hàng đầu của đất nước như Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo đã đến Điện Biên tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra bức tranh tươi sáng về đầu tư của địa phương trong thời gian tới. Với nhiều cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đồng thời tăng cường cải thiện kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính, Điện Biên trở thành môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2021, tỉnh Điện Biên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 6.200 tỷ đồng. Lũy kế có gần 230 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 36.000 tỷ đồng. Điện Biên đã và đang đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, đặc biệt tập trung đối với các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Thực hiện rà soát đánh giá toàn bộ chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, cải thiện thực chất điểm số và thứ hạng các chỉ số, tiêu chí thành phần cho những năm tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cái cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Làm thế nào trong thời gian tới và đặc biệt là năm 2022, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để chúng ta có được cái tiến độ thực hiện các dự án một cách nhanh nhất và một cách có thuận lợi nhất.
năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã trôi qua, đánh dấu bước khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế cũng như thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên. Dự báo chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, tỉnh Điện Biên đã và đang tập trung thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi thu hút nhiều nhà đầu tư đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên, tạo luồng gió mới, thúc đẩy Điện Biên ngày càng phát triển toàn diện và bền vững, tạo đòn bẩy để Điện Biên cất cánh.